đất đông màu xoay, quay ngược ngày ban đầu. Chẳng dám ngồi cạnh nhau, chẳng ai chịu ngó lời. Em xin gửi lời chào trân trọng đến quý thầy cô và các bạn. Em tên là Nguyễn Minh Quang, lớp 12C3. Thầy Đặng Thanh Quang là quản nhiệm của lớp em. Với 12 năm qua thì mấy trường đã dạy cho em biết bao nhiêu điều và được thầy cô và các bạn bao bọc che chở cho em. Và lời nói của em đến tất cả các bạn 12 và các bạn của lớp em là đậu được tốt nghiệp và đại học như mình mong muốn.